Chắc hẳn mùa giải năm nay sẽ rất hấp dẫn cùng nhiều sự bất ngờ đến khó đoán. Khi mới đây nhất là những sự thay đổi liên tục trên băng ghế chỉ đạo của những đội bóng hàng đầu V-League. Và huấn luyện viên Gong Aukyu sẽ ký với câu lạc bộ Công an Hà Nội FC với bản hợp đồng 2 năm cùng thỏa thuận mang theo một trợ lý. Huấn luyện viên người Hàn Quốc được giao nhiệm vụ giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội FC bảo vệ chức vô địch ở mùa giải năm 2023 đến năm 2024. Dự kiến trong thời gian ngắn sắp tới, câu lạc bộ Công an Hà Nội FC sẽ chính thức công bố thương vụ này để huấn luyện viên Gong Aukyu có thể kịp dẫn dắt đội ngay từ trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội FC và Hà Nội FC vào ngày 3 tháng 11 tới. Huấn luyện viên Gong sinh năm 1974, từng dẫn dắt U23 Việt Nam đá giải U23 châu Á năm 2022. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh khi khuyến khích các cầu thủ trẻ tự tin cầm bóng, phối hợp ngắn và chơi tấn công. U23 Việt Nam kết thúc giải đấu này ở tứ kết khi chỉ chịu thua Saudi Arabia, đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch. Sau khi chia tay U23 Việt Nam, huấn luyện viên Gong không dẫn dắt đội bóng nào trong hơn một năm qua. Trước khi đến làm việc tại Việt Nam, ông Gong là trợ lý của huấn luyện viên Shin Tae-yong tại đội tuyển Indonesia cũng như trợ lý huấn luyện viên tại đội U20 Hàn Quốc. Câu lạc bộ Công an Hà Nội FC đang sở hữu đội hình tốt nhất bóng đá Việt Nam với hàng loạt ngôi sao như thủ môn Philip Nguyễn, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, hậu vệ biên Vũ Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, tiền vệ Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải, ngoại binh Dâu Vên. Tuy nhiên, họ chưa xây dựng được lối chơi ấn tượng như kỳ vọng. Mùa trước, Công an Hà Nội được dẫn dắt bởi ba huấn luyện viên khác nhau, lần lượt là Paulo Forlani, Flavio Cruz, rồi Trần Tiến Đại, người vốn giữ ghế giám đốc kỹ thuật lên quân ngay trước vòng cuối. Sang mùa này, ông Đại đã chỉ đạo hai trận ở V-League, gồm trận hòa Bình Định 1-1 trên sân nhà và trận thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-0 tại Pleiku. Trước đó, ông Đại cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội FC thua Thanh Hóa ở trận tranh siêu cấp quốc gia.